Hội thứ 10, phần lý thú bát nhã, tôi nghe như vậy, một thùa đức bạc giả phạm khéo hay thành tựu tất cả trí kim cương, chủ trì bình đẳng tánh của Như Lai, các thứ công đức thủ thắng hiếm có, đã khéo được tất cả máu báu quán đảnh của Như Lai, vượt khỏi ba cõi, đã khéo được tất cả trí kim cương biến khắp của Như Lai, đại quán tự tại, đã được viên mãn các pháp quyết định tất cả trí ấn đại diệu của Như Lai, đã khéo viên chứng tất cả ấn tánh bình đẳng rốt giáo không tỉnh của Như Lai, đối với các sự nghiệp đã làm, phải làm, đều đắc thiện xảo, thành tựu viên mãn. Đối với tất cả các sự mong cầu của hữu tình đều làm thỏa mãn đầy đủ, tùy theo sự vô tội của họ. Khéo an trụ tánh, thân ngữ tầm, soi khắp rộng lớn, ba đời bình đẳng, thường không dứt tận giống như kim cương các như lai, không động không hoại. Đức bạc giả phạm trụ trong vương cung của trời thao hóa tự tại trên đảnh cõi dục, chỗ của tất cả như lai thường đi dạo và điện bảo tạng được các ngài đồng khen là to lớn, xinh đẹp. Điện ấy được tạo thành bằng ngọc mạc ni vô giá, xen lẫn các thứ ngọc quý, các màu dao sen, phóng ra ánh sáng lớn, chuông ngọc linh vàng treo răng mọi chỗ, gió nhẹ thổi động phát ra âm thanh hòa nhã, lọng theo phướng rẻn phan hoa văn vẽ, lất phất qua lại. Trang nghiêm nhiều loại tạp sức, chuỗi ngọc anh lạc như trang đầy nửa tháng, là chỗ mà các hiền thánh thiên tiên cùng 80 ước chúng Đại Bồ Tát ưa thích câu hội. Tất cả đều có đủ môn đà la ni, môn tam ma địa, giỏi biện tài vô ngại, các vị ấy công đức vô lượng, dù trải qua nhiều kiếp tán thán cũng không hết. Tên các ngài là Đại Bồ Tát Kim Cương Thủ, Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, Đại Bồ Tát Hư Không Tạm Đại Bồ Tát Kim Cương Quyền, Đại Bồ Tát Diệu Cát Tường, Đại Bồ Tát Đại Không Tạng, Đại Bồ Tát Phát Tâm Tức Truyền Pháp Luân, Đại Bồ Tát Tồi Phục Tất Cả Ma Oán. Các bậc thượng thủ như thế có 800 vạn chúng Đại Bồ Tát vây quanh trước sau, tuyên thuyết tránh phát, văn nghĩa, đầu giữa cuối đều khéo hay đẹp, thuần nhất viên mãn, thanh bạch phạm hạnh. Bấy giờ Thế Tôn vì các Bồ Tát thuyết pháp môn thành tịnh, tất cả giáo pháp lý thú bát nhã sâu xa nhiệm màu, pháp môn ấy tức là cú nghĩa, nghĩa lý mỗi câu Bồ Tát. Thế nào là cú nghĩa Bồ Tát? Cú nghĩa cực vi diệu là thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát, cú nghĩa rỗng lặng, thanh tịnh, rứt hẳn các kiến là cú nghĩa Bồ Tát, cú nghĩa nhiệm màu vui thích thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát, cú nghĩa thanh tịnh, rứt hẳn khát ái là cú nghĩa Bồ Tát. Cố nghĩa thanh tịnh vượt khỏi thai tạng là cố nghĩa Bồ Tát, cố nghĩa các đức trang nghiêm thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát, cố nghĩa thanh tịnh ý rất khoái thích là cố nghĩa Bồ Tát, cố nghĩa được ánh sáng lớn thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát, cố nghĩa thân khéo an vui thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát, cố nghĩa lời nói khéo an vui thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát, cố nghĩa ý khéo an vui thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát. Cố nghĩa sắc uẩn không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát, cố nghĩa thọ tưởng hành thức uẩn không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát, cố nghĩa nhãn xứ không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát, cố nghĩa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát, cố nghĩa sắc xứ không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát. Cố nghĩa thanh hương vị xúc pháp xứ không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát, cố nghĩa nhãn giới không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát, cố nghĩa nhĩ tĩ thể thân ý giới không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát, cố nghĩa sắc giới không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát, cố nghĩa thanh hương vị xúc pháp giới không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát. Cố nghĩa nhãn thức giới không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát. Cố nghĩa nhĩ tĩ, thể thân ý thức giới không, tịch tĩnh, thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát. Cố nghĩa nhãn xúc không, tịch tĩnh, thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát. Cố nghĩa nhĩ tĩ, thể thân ý xúc không, tịch tĩnh, thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát. Cố nghĩa nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không, tịch tĩnh, thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát. Cố nghĩa nhĩ tĩ, thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không, tịch tĩnh, thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát cố nghĩa địa giới không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa thủy hòa phong không thức giới không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa khổ thánh đế không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa tập diệt đạo thánh đế không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa nhân duyên không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa vô minh không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thù hữu sanh lão tử không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa bố thí ba la mật đa không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa chân như không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư dối tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh đi xanh phát định pháp trụ thật tế cõi hư không cõi chẳng nghĩ bàn không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa bốn tịnh lợi không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát Cố nghĩa bốn vô lượng, bốn định vô sắc không, tỉnh tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát. Cố nghĩa bốn niệm trụ không, tỉnh tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát. Cố nghĩa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không, tỉnh tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát cố nghĩa giải thoát môn không không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa giải thoát môn vô tướng vô nguyện không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa tám giải thoát không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa tám tháng xứ chín định thứ lớp mười biến xứ không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa cực hỷ địa không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa ly cấu địa phát quang địa diệm huệ địa cực nan thắng địa hiện tiền địa viễn hành địa bất động địa thiện huệ địa pháp vân địa không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa tịnh quán địa không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa trùng tánh địa đệ bát địa cụ kiến địa bạc địa ly dục địa sĩ biện địa độc giác địa bồ tát địa như lai địa không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát Cố nghĩa tất cả muôn đà la ni không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát, cố nghĩa tất cả muôn tam ma địa không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát, cố nghĩa năm mắt không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa Bồ Tát cố nghĩa sáu thần thông không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa mười lực như lai không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa bốn vô sở ý, bốn vô ngại giải đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa ba mươi hai tướng không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa tám mươi vẻ đẹp không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa pháp không quên mất không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa tánh luôn luôn giả không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa trí nhất thiết không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa tất cả hạnh đại bồ tát không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa tất cả pháp phàm phu không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa tất cả pháp dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ tát như lai không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa tất cả pháp thiện chẳng thiện không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát cố nghĩa tất cả pháp hữu ký vô ký pháp hữu lậu vô lậu pháp hữu vi vô vi pháp thế gian xuất thế gian không tịch tĩnh thanh tịnh là cố nghĩa bồ tát vì sao vì tự tánh tất cả pháp không nên tự tánh ra điền do xa lìa nên tự tánh vắng lặng, do vắng lặng nên tự tánh thanh tịnh, do thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa sâu xa thanh tịnh hơn hết. Bát nhã ba la mật đa như thế phải biết là cố nghĩa Bồ Tát, các chúng Bồ Tát đều nên tu học. Phật nói pháp lý thú bát nhã thành tịnh của cố nghĩa Bồ Tát như thế rồi bảo Bồ Tát Kim Cương thủ rằng nếu có người nào nghe được pháp môn lý thú bát nhã thanh tịnh sâu xa hổ nhiệm của tất cả pháp đây mà hết lòng tin thọ thì cho đến lúc ngồi tòa bồ đề vi diệu tất cả chướng ngại ngăn che đều không thể nhiễm được, đó là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, dù cho chướng nhóm nhiều cũng chẳng thể nhiễm tuy đã tạo các ác nghiệp cực trọng nhưng cũng dễ tiêu diệt, chẳng đã ác thú nếu thường thọ trì ngày ngày đọc tụng, tinh tấn siêng năng không gián đoạn, suy ngẫm đúng lý thì vị ấy ở đời này sanh định đắp tất cả pháp tánh bình đẳng, kim cương đẳng trì đối với tất cả pháp đều được tự tại, luôn hưởng được tất cả sự an lạc thắng diệu, sẽ trải qua 16 đời làm đại bồ tát, nhất định được như lai chấp kim cương tánh, mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bây giờ Thế Tôn lại nương vào tướng Như Lai soi khắp vì các Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn tất cả Như Lai hiện đẳng giác lý thú sâu xa pháp tánh vắng lặng của Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là hiện đẳng giác môn tánh kim cương bình đẳng, vì đại Bồ Đề chắc chắn khó hoại như kim cương vậy. Hiện đẳng giác môn tánh nghĩa bình đẳng, vì nghĩa của đại Bồ Đề là nhất vậy. Hiện đẳng giác môn tánh pháp bình đẳng, vì tự tánh của đại Bồ Đề thanh tịnh vậy. Hiện đẳng giác môn tánh tất cả pháp bình đẳng, vì đại bồ đề đối với tất cả pháp không phân biệt vậy phật nói hiện đẳng giác lý thú bát nhã pháp tánh vắng lặng như thế rồi bảo bồ tát kim cương thủ rằng nếu có người nào nghe được bốn thứ lý thú bát nhã hiện đẳng giác môn như thế mà tin hiểu thọ trì, đọc tụng tu tập cho đến ngồi tòa bồ đề vi diệu, thì dù đã gây tất cả ác nghiệp rất nặng đi nữa, cũng vượt qua khỏi tất cả ác thú mau chứng vô thượng tránh đẳng bồ đề. Thế tôn lại nương tướng thích ca mâu ni như lai điều phục tất cả ác pháp, vì các bồ tát tuyên thuyết pháp môn bát nhã ba la mật đa, nhiếp thọ tất cả pháp tánh bình đẳng lý thú sâu xa thủ thắng cùng khắp nghĩa là tánh tham dục không hí luận, nên tánh sân giận cũng không hí luận, tánh dần giận không hí luận, nên tánh ngu si cũng không hí luận, tánh ngu si không hí luận, nên tánh do dự cũng không hí luận, tánh do dự không hí luận, nên tánh các kiến cũng không hí luận, tánh các kiến không hí luận, nên tánh kêu mạn cũng không hí luận. Tánh kêu mạn không hí luận, nên tánh các triền ràng buộc cũng không hí luận. Tánh các triền không hí luận, nên tánh phiền não cấu cũng không hí luận tánh phiền não cấu không hí luận nên tánh các ác nghiệp cũng không hí luận tánh các ác nghiệp không hí luận nên tánh các quả báo cũng không hí luận tánh các quả báo không hí luận nên tánh pháp tạp nhiễm cũng không hí luận tánh pháp tạp nhiễm không hí luận nên tánh pháp thanh tịnh cũng không hí luận tánh pháp thanh tịnh không hí luận nên tánh tất cả pháp cũng không hí luận tánh tất cả pháp không hí luận nên phải biết bát nhã ba la mật đa cũng không hí luận Phật nói pháp lý thú bát nhã thủ thắng cùng khắp điều phục các ác như thế rồi bảo Bồ Tát Kim Cương thủ rằng nếu có người nào nghe được lý thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa như thế, mà tin hiểu thọ trì, đọc tụng, tu tập, giả sử có sát hại tất cả hữu tình ở trong ba cõi, thì cũng chẳng đọa nơi địa ngục bằng sanh quỷ giới vì họ có thể điều phục được tất cả phiền não và tùy phiền não ác nghiệp vân vân nên thường sanh vào đường thiện, hưởng sự an lạc, thù thắng vi diệu, tu các hạnh đại bồ tát, mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế Tôn lại đem tướng Như Lai tánh thanh tịnh, vì các Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn tất cả pháp tánh bình đẳng quán tự tại diệu trí ấn thậm thâm lý thú thanh tịnh của Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghĩa là tất cả bản tánh tham dục thanh tịnh sáng suốt nên có thể khiến cho sự giận dữ của thế gian thanh tịnh. Tất cả bản tánh giận dữ thanh tịnh sáng suốt nên có thể khiến cho sự ngu si của thế gian thanh tịnh. Tất cả bản tánh ngu si thanh tịnh sáng suốt nên có thể khiến cho sự nghi ngờ của thế gian thanh tịnh. Tất cả bản tánh nghi ngờ thanh tịnh sáng suốt nên có thể khiến cho tả kiến của thế gian thanh tịnh. Tất cả bản tánh tả kiến thanh tịnh sáng suốt nên có thể khiến cho sự kiêu mạn của thế gian thanh tịnh tất cả bản tánh kiêu mạn thanh tịnh sáng suốt nên có thể khiến cho sự ràng buộc của thế gian thanh tịnh tất cả bản tánh ràng buộc thanh tịnh sáng suốt nên có thể khiến cho sự bẩn uế của thế gian thanh tịnh. Tất cả bản tánh bẩn uế thanh tịnh sáng suốt nên có thể khiến cho ác pháp thế gian thanh tịnh. Tất cả bản tánh ác pháp thanh tịnh sáng suốt nên có thể khiến cho sanh tử thế gian thanh tịnh. Tất cả bản tánh sanh tử thanh tịnh sáng suốt nên có thể khiến cho các pháp thế gian thanh tịnh. Vì bản tánh tất cả pháp thanh tịnh sáng suốt nên có thể khiến cho hữu tình thế gian thanh tịnh. Tất cả bản tánh hữu tình thanh tịnh sáng suốt nên có thể khiến cho tất cả trí thế gian thanh tịnh vì bản tánh tất cả trí thanh tịnh sáng suốt nên có thể khiến cho bát nhã ba la mật đa sâu xa của thế gian cực thanh tịnh thủ thắng phật nói pháp trí ấn bình đẳng lý thú bát nhã thanh tịnh như thế rồi bảo bồ tát kim cương thủ rằng nếu có người nào nghe được lý thú bát nhã bà làm mật đa thanh tịnh như thế, mà tiên hiểu thọ trì đọc tụng tu tập, thì dù ở trong nhóm khách trần phiền não bẩn uế tất cả tham sân si vẫn như hoa sen, không bị những khách trần lỗi lầm bẩn uế làm ô nhiễm, thường khéo tu tập thắng hạnh Bồ Tát mau chứng vô thượng tránh đẳng Bồ Đạc. Bấy giờ Thế Tôn lại nương vào tất cả tướng như lai, vị chủ ba cõi, thủ thắng. Vì các Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn trí tạng tất cả như lai hòa hợp, quán đảnh lý thú thậm thâm của bát nhã ba la mật đà Nghĩa là nếu đem ngồi quán đảnh thế gian bố thí thì sẽ được quả ngồi pháp vương ba cõi. Nếu đem nghĩa vô thượng xuất thế gian bố thí thì sẽ được tất cả sự mong muốn đầy đủ. Nếu đem pháp vô thượng xuất thế gian bố thí thì đối với tất cả pháp sẽ được tự tại. Nếu đem tiền tài vật thực vân vân của thế gian bố thí thì sẽ được tất cả thân ngữ tâm an lạc nếu đem các thứ tài pháp vân vân bố thí thì có thể khiến bố thí ba la mật đa mau được viên mãn nếu thọ trì các loại cấm giới thanh tịnh thì sẽ khiến tịnh giới ba la mật đa mau được viên mãn nếu tu học an nhẫn đối với tất cả các việc thì sẽ khiến an nhẫn ba la mật đa mau được viên mãn nếu trong tất cả thời tu tập tinh tấn thì sẽ khiến tinh tấn ba la mật đa mau được viên mãn nếu đối với tất cả cảnh tu hành tịnh lự thì sẽ khiến tịnh lự ba la mật đa mau được viên mãn nếu đối với tất cả pháp thường tu diệu tọa thì sẽ khiến bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn phật nói pháp môn quán đành trí tạng lý thú bát nhã như thế rồi bảo bồ tát kim cương thủ rằng nếu có người nào nghe được pháp môn quán đảnh lý thú trí tạng sâu xa mà tin hiểu thọ trì, đọc tụng tu tập thì mau được đầy đủ các hạnh Bồ Tát, sớm chứng vô thượng chánh đằng Bồ Đà. Thế tôn lại nương vào tất cả tướng như lai trí ấn, như lai chỉ pháp môn bí mật tất cả Phật vì các bồ tát tuyên thuyết pháp môn bát nhã ba la mật đa kim cương lý thú sâu xa tất cả như lai trụ trì trí ấn nghĩa là nhiếp thọ đầy đủ tất cả kim cương thân ấn như lai sẽ chứng tất cả pháp thân như lai hoặc nhiếp thọ đầy đủ tất cả kim cương ngữ ấn như lai đối với tất cả pháp sẽ được tự tại hoặc nhiếp thọ đầy đủ tất cả kim cương tâm ấn như lai đối với tất cả định sẽ được tự tại hoặc nhiếp thọ đầy đủ tất cả kim cương trí ấn như lai sẽ được thân ngữ tâm tối thượng vi diệu như kim cương không động không hoại phật nói pháp kim cương như lai trí ấn lý thú bát nhã như thế rồi bảo bồ tát kim cương thủ rằng nếu có người nào nghe được pháp môn kim cương trí ấn lý thú sâu xa như thế mà tin hiểu thọ trì đọc tụng tu tập tất cả sự nghiệp đều được thành tựu thường cùng tất cả thắng sự hòa hợp muốn tu hành tất cả thắng trí và các thắng phước nghiệp đều mau viên mãn sẽ được thân ngữ tâm tối thắng thanh tịnh như kim cương chẳng thể phá hoại mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. bấy giờ thế tôn lại nương vào tướng như lai tất cả pháp không hí luận vì các bồ tát tuyên thuyết pháp môn chữ luân lý thú sâu xa bát nhã ba la mật đa nghĩa là tất cả pháp không vì không có tự tánh tất cả pháp vô tướng vì liệt các tướng tất cả pháp vô nguyện vì không sở nguyện tất cả pháp xa lìa vì không chỗ dính mắc tất cả pháp vắng lặng vì hoàn toàn vắng lặng tất cả pháp vô thường vì không có tánh thường tất cả pháp không vui vì chẳng đáng vui tất cả pháp vô ngã vì chẳng tự tại tất cả pháp bất tịnh vì lìa tướng sạch tất cả pháp bất khả đắc vì suy tầm tánh ấy chẳng thể được tất cả pháp chẳng nghĩ bàn vì tánh nghĩ bàn không có vậy tất cả pháp không có vì nhiều duyên hòa hợp giả lập vậy tất cả pháp không hí luận vì bản tánh không vắng lặng xa lìa ngôn ngữ lời nói tất cả pháp bản tánh thanh tịnh vì bát nhã ba la mật đa sâu xa bản tánh thành tịnh phật nói pháp chữ luân lý thú bát nhã để các hí luận như thế rồi bảo bồ tát kim cương thủ rằng nếu có người nào nghe được pháp môn chữ luân lý thú bát nhã không hí luận đây mà tin hiểu thọ chỉ đọc tụng tu tập thì đối với tất cả pháp được trí vô ngại mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề Thế Tôn lại nương vào tất cả tướng Như Lai, chuyển nhiếp Như Lai, vì các Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn tánh bình đẳng lý thú bát nhã ba la mật đa sâu xa vào đại luân rộng lớn, nghĩa là vào tánh kim cương bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả như lai vào tánh nghĩa bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả bồ tát vào tánh pháp bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả pháp vào tánh uẩn bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả uẩn vào tánh xứ bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả xứ vào tánh giới bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả giới vào tánh đế bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả đế vào tánh duyên khởi bình đẳng có thể nhập được tánh lân của tất cả duyên khởi và tánh báu bình đẳng có thể nhập được tánh lân của tất cả báu vào tánh ăn bình đẳng có thể nhập được tánh lân của tất cả sự ăn vào tánh thiện pháp bình đẳng có thể nhập được tánh lân của tất cả thiện pháp vào tánh pháp phi thiện bình đẳng có thể nhập được tánh lân của tất cả pháp phi thiện vào tánh pháp hữu ký bình đẳng có thể nhập được tánh lân của tất cả pháp hữu ký vào tánh pháp vô ký bình đẳng có thể nhập được tánh lân của tất cả pháp vô ký vào tánh pháp hữu lậu bình đẳng có thể nhập được tánh lân của tất cả pháp hữu lậu vào tánh pháp vô lậu bình đẳng có thể nhập được tánh nên của tất cả pháp vô lậu, vào tánh pháp hữu vi bình đẳng có thể nhập được tánh nên của tất cả pháp hữu vi, vào tánh pháp vô vi bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả pháp vô vi, vào tánh pháp thế gian bình đẳng có thể nhập được tánh nên của tất cả pháp thế gian, vào tánh pháp xuất thế gian bình đẳng có thể nhập được tánh nên của tất cả pháp xuất thế gian, vào tánh pháp phàm phu bình đẳng có thể nhập được tánh nên của tất cả pháp phàm phu, vào tánh pháp thanh văn bình đẳng có thể nhập được tánh bên của tất cả pháp thanh văn vào tánh pháp độc giác bình đẳng có thể nhập được tánh bên của tất cả pháp độc giác vào tánh pháp bồ tát bình đẳng có thể nhập được tánh bên của cả pháp bồ tát vào tánh pháp như lai bình đẳng có thể nhập được tánh bên của tất cả pháp như lai vào tánh hữu tình bình đẳng có thể nhập được tánh bên của tất cả hữu tình vào tánh tất cả bình đẳng có thể nhập được tánh bên của tất cả Phật nói tánh bình đẳng lý thú bát nhã vào đại luân rộng lớn như thế, rồi bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng, nếu có người nào nghe được pháp môn tánh bình đẳng lý thú sâu xa của tánh luân như thế, mà tin hiểu thọ trì, đọc tụng tu tụ tập, thì khéo ngộ được các tánh bình đẳng mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đà. Bây giờ Thế Tôn lại nương vào tất cả tướng như lai chân tịnh khí tiền rộng, thọ cúng dường, vì các Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn vô thượng lý thú sâu xa tất cả sự cúng dường của bát nhã ba la mật đa, nghĩa là phát tâm vô thượng tránh đẳng giác đối với các như lai rộng bày cúng dường nhiếp hộ chánh pháp đối với các như lai rộng bày cúng dường tu hành tất cả ba la mật đa đối với các như lai rộng bày cúng dường tu hành tất cả pháp phần bồ đề đối với các như lai rộng bày cúng dường tu hành tất cả tổng trì đẳng trì đối với các như lai rộng bày cúng dường tu hành tất cả năm mắt sáu thần thông đối với các như lai rộng bày cúng dường tu hành tất cả tịnh lự giải thoát đối với các như lai rộng bảy cúng dường tu hành tất cả từ bi hỷ xả đối với các như lai rộng bảy cúng dường tu hành tất cả pháp phật bất cộng đối với các như lai rộng bảy cúng dường quán tất cả pháp hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc đối với các như lai rộng bảy cúng dường quán tất cả pháp hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc đối với các như lai rộng bảy cúng dường quán tất cả pháp hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc đối với các như lai rộng bày cúng dường quán tất cả pháp hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc đối với các như lai rộng bày cúng dường quán tất cả pháp hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc đối với các như lai rộng bày cúng dường quán tất cả pháp hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc đối với các như lai rộng bày cúng dường quán tất cả pháp hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc đối với các như lai rộng bày cúng dường quán tất cả pháp hoặc xa địa hoặc chẳng xa địa đều bất khả đắc đối với các như lai rộng bày cúng dường quán tất cả pháp hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc đối với các như lai rộng bày cúng dường đối với hình bát nhã bà làm mật đa biên chép lắng nghe thọ trì đọc tụng suy ngẫm tụ tập rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố hoặc tự cúng dường hoặc truyền cho người khác đối với các như lai rộng bày cúng dường phật nói pháp môn vô thượng lý thú sâu xa chân tịnh cúng dường như thế rồi bảo bồ tát kim cương thủ rằng nếu có người nào nghe được pháp môn vô thượng lý thú hút bát nhã cúng dường như thế mà tiết hiểu thọ trì đọc tụng tu tập thì sẽ sớm được viên mãn các hạnh Bồ Tát mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế tồn lại nương vào tất cả tướng như lai năng khéo điều phục, vì các Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn trí tạng lý thú sâu xa nhấp thọ trí mật điều phục hữu tình của bát nhã ba la mật đa, nghĩa là tánh bình đẳng của tất cả hữu tình, tức tánh bình đẳng của giận, tánh điều phục tất cả hữu tình tức tánh điều phục giận tánh chân pháp của tất cả hữu tình tức tánh chân pháp của giận tánh chân như của tất cả hữu tình tức tánh chân như của giận tánh pháp giới của tất cả hữu tình tức tánh pháp giới của giận tánh ly sanh của tất cả hữu tình tức tánh ly sanh của giận tánh thực tế của tất cả hữu tình tức tánh thật tế của giận tánh vốn không của tất cả hữu tình tức tánh vốn không của giận tánh vô tướng của tất cả hữu tình tức tánh vô tướng của giận tánh vô nguyện của tất cả hữu tình tức tánh vô nguyện của giận tánh xa lìa của tất cả hữu tình tức tánh xa lìa của giận tánh vắng lặng của tất cả hữu tình tức tánh vắng lặng của giận tánh bất khả đắc của tất cả hữu tình tức tánh bất khả đắc của giận tánh vô sở hữu của tất cả hữu tình tức tánh vô sở hữu của giận tánh khó nghĩ bàn của tất cả hữu tình tức tánh khó nghĩ bàn của giận tánh không ý luận của tất cả hữu tình tức tánh không ý luận của giận tánh như kim cương của tất cả hữu tình tức tánh như kim cương của giận vì sao? Vì tánh chân điều phục tất cả hữu tình tức là vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng là bát nhã ba la mật đa, cũng là trí nhất thiết trí của chư Phật. Phật nói pháp môn trí tạng lý thú sâu xa, năng khéo điều phục như thế rồi bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng nếu có người nào nghe được pháp môn trí tạng lý thú bát nhã điều phục như thế mà tin hiểu thọ trì, đọc tụng tu tập, năng tự điều phục, được lỗi giận dữ, cũng năng điều phục tất cả hữu tình, thì sẽ thường sanh nẻo thiện, thọ nhiều an lạc vi diệu, oán địch hiện đời đều khởi từ tâm, giỏi khéo tu hành các hạnh Bồ Tát mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thế tồn lại nương vào tất cả tướng như lai pháp tánh bình đẳng, năng khéo kiến lập, vì các Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn tất cả pháp tánh tối thắng lý thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa, nghĩa là tất cả hữu tình tánh bình đẳng, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa tánh cũng bình đẳng tất cả pháp tánh bình đẳng nên bát nhã ba la mật đa sâu xa tánh cũng bình đẳng tất cả hữu tình tánh điều phục nên bát nhã ba la mật đa sâu xa tánh cũng điều phục tất cả pháp tánh điều phục nên bát nhã ba la mật đa sâu xa tánh cũng điều phục tất cả hữu tình có thật nghĩa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng có thật nghĩa tất cả pháp có thật nghĩa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng có thật nghĩa tất cả hữu tình trước chân như nên bát nhã bà làm mật đa sâu xa cũng tức là chân như tất cả pháp tức chân như bát nhã bà làm mật đa sâu xa cũng tức là chân như tất cả hữu tình tức pháp giới nên bát nhã bà làm mật đa sâu xa cũng tức là pháp giới tất cả pháp tức pháp giới nên bát nhã bà làm mật đa sâu xa cũng tức là pháp giới tất cả hữu tình tức pháp tánh, nên bát nhã bà làm mật đa sâu xa cũng tức là pháp tánh. Tất cả pháp tức pháp tánh, nên bát nhã bà làm mật đa sâu xa cũng tức là pháp tánh. Tất cả hữu tình tức thật tế, nên bát nhã bà làm mật đa sâu xa cũng tức là thật tế. Tất cả pháp tức thật tế. Nên bát nhã ba làm mật đa sâu xa cũng tức là thật tế. Tất cả hữu tình vốn không. Nên bát nhã bà làm mật đa sâu xa cũng vốn không. Tất cả pháp vốn không. Nên bát nhã ba làm mật đa sâu xa cũng vốn không tất cả hữu tình vô tướng nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng vô tướng tất cả pháp vô tướng nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng vô tướng tất cả hữu tình vô nguyện nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng vô nguyện tất cả pháp vô nguyện nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng vô nguyện tất cả hữu tình xa lìa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng xa lìa tất cả pháp xa lìa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng xa lìa tất cả hữu tình vắng lặng nên bát nhã ba la mật đa Thương, sâu xa cũng vắng lặng tất cả pháp vắng lặng nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng vắng lặng tất cả hữu tình bất khả đắc nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng bất khả đắc tất cả pháp bất khả đắc nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng bất khả đắc tất cả hữu tình vô sở hữu nên bát nhã ba la đa sâu xa cũng vô sở hữu tất cả pháp vô sở hữu nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng vô sở hữu tất cả hữu tình chẳng thể nghĩ bàn nên bát nhã ba la đa sâu xa cũng chẳng chẳng nghĩ bàn tất cả pháp chẳng thành nghĩ bàn nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng chẳng thể nghĩ bàn tất cả hữu tình không hí luận nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không hí luận tất cả pháp không hí luận nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không hí luận tất cả hữu tình không ngàn mé nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không ngàn mé tất cả pháp không ngàn mé nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không ngàn mé tất cả hữu tình có nghiệp dục nên phải biết bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng có nghiệp dụng tất cả pháp có nghiệp dụng nên phải biết bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng có nghiệp dụng Phật nói pháp môn tối thắng lý thú sâu thẳm tánh bình đẳng của pháp tánh như thế rồi bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng nếu có người nào nghe được pháp môn tối thắng lý thú bát nhã bình đẳng như thế mà tin hiểu thọ trì đọc tụng tu tập thì thông suốt được pháp tánh bình đẳng bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với các hữu tình tâm không trở ngại Mói chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế tôn lại nương vào tất cả tướng như lai trụ trì tạng pháp, vì các bồ tát tuyên thuyết pháp môn thắng tạng lý thú sâu xa, tất cả hữu tình trụ trì đầy khắp của bát nhã ba la mật đa, nghĩa là tất cả hữu tình đều là như lai tạng vì tự thà của bồ tát phổ hiền biến khắp vậy. Tất cả hữu tình đều là kim cương tạng vì được kim cương dưới thắm. Tất cả hữu tình đều là tránh pháp tạng vì tất cả đều chuyển theo tránh ngữ. Tất cả hữu tình đều là diệu nghiệp tạng vì tất cả sự nghiệp nương vào gia hạnh. Phật nói pháp môn thắng tạng lý thú sâu xa hữu tình trụ trì như thế rồi bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng nếu có người nào nghe được pháp môn thắng tạng lý thú bát nhã đầy khắp như thế mà tin hiểu thọ trì, đọc tụng tu tập thì sẽ thông suốt được pháp tánh thắng tạng, mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế tôn lại nương vào tướng như lai rốt giáo pháp không ngần mé. vì các bồ tát tuyên thuyết pháp môn kim cương pháp nghĩa bình đẳng trụ trì rốt giáo của bát nhã ba la mật đa, nghĩa là bát nhã ba la mật đa sâu xa vô biên, nên tất cả như lai cũng vô biên. Bát nhã ba la mật đa sâu xa không ngần mé, nên tất cả như lai cũng không ngần mé. Bát nhã ba la mật đa sâu xa một vị, nên tất cả pháp cũng một vị. Bát nhã bà làm mặt đa sâu xa rốt giáo nên tất cả pháp cũng rốt giáo. Phật nói pháp nguồn kim cương lý thú rốt giáo không ngần méo như thế rồi bảo Bồ Tát kim cương thủ rằng: nếu có người nào nghe được pháp môn kim cương lý thú bát nhã rốt giáo như thế mà tin hiểu thọ trì, đọc tụng tu tập, thì các pháp chướng đều tiêu trừ, nhất định được tánh như lai chấp kim cương, mau chứng vô thượng tránh đẳng bồ đề. Tế tôn lại nương vào tướng như lai soi khắp, vì các bồ tát tuyên thuyết pháp môn trước giữa sau đều tối thắng đệ nhất, lý thú sâu xa vô thượng, được tánh pháp bí mật của tất cả như lai và tánh không lý luận của tất cả pháp tánh pháp kim cương đại lạc kim cương bất không thần chú của bát nhã ba la mật đa nghĩa là thành tựu tối thắng các sự ước muốn lớn khiến cho Đại Bồ Tát thành tựu tối thắng sự vui lớn. Thành tựu tối thắng sự vui lớn khiến cho Đại Bồ Tát thành tựu tối thắng tất cả đại giác của Như Lai. Thành tựu tối thắng tất cả đại giác của Như Lai khiến Đại Bồ Tát thành tựu tối thắng sự hàng phục tất cả đại ma. Thành tựu tối thắng sự hàng phục tất cả đại ma khiến Đại Bồ Tát thành tựu tối thắng sự tự tại khắp cả ba cõi. Thành tựu tối thắng sự tự tại khắp cả ba cõi khiến Đại Bồ Tát thành tựu tối thắng rốt giáo vui lớn cứu vớt cõi hữu tình không thiếu sót làm cho tất cả hữu tình lợi ích an lạc thành tiểu sự vui lớn rốt ráo vì sao vì cho đến trụ trong dòng sinh tử lưu truyền người có thắng trí ngang đây thường đem pháp vô đẳng làm lợi ích hữu tình chẳng vào tịch diệt lại dùng bát nhã ba làm mật đa phương tiện thiện, thiện xảo thành lập thắng trí thành tựu tất cả sự nghiệp thanh tịnh khiến các cõi đều được thanh tịnh lại đem tham vân vân điều phục thế gian trong tất cả thời cho đến các cõi đều khiến cho thanh tịnh tự nhiên điều phục lại như hoa sen hình sắc sáng sạch thanh khiết chẳng bị các vật uế làm dơ bẩn như vậy tham vân vân lợi ích thế gian trụ khắp cõi tội lỗi thường chẳng làm nhiễm được lại tham lớn vân vân có thể được vui lớn tài lớn thanh tịnh tự tại trong ba cõi thường làm lợi ích hữu tình một cách kiên cố bấy giờ như lai like, liền nói thần chú nạp mộ bạc già phiệt đế bát lạc những ba la nhĩ đa duệ bạc đẻ phạt